Lời Chúa thứ tư tuần 30 hải mùa thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi Chúa Giêsu đi lên Jerusalem, người đi qua biên giới Samaria và Galilea. Khi người vào một làng kia thì gặp mười người phong cùi đang đứng ở đàng xa. Họ cất tiếng thưa rằng, lạy thầy Giêsu, xin thương xót chúng tôi. Thấy họ, người bảo họ rằng, các người hãy đi trình diện với các tư tế. Trong lúc họ đi đường, họ được lành sạch. Một người trong bọn họ thấy mình được lành sạch, liền quay trở lại, lớn tiếng ngợi khen Thiên Chúa, rồi đến sấp mình dưới chân Chúa Giêsu và tạ ơn người, mà người ấy lại là người xứ Samaria. Nhưng Chúa Giêsu phán rằng, chớ thì không phải cả mười người được lành sạch sao? Còn chín người kia đâu? Không thấy ai trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoài này. Rồi người bảo kẻ ấy rằng, người hãy đứng dậy mà về, vì lòng tin của người đã cứu chữa người. Đó là lời Chúa. Suy niệm lời Chúa hai nhịp của lòng biết ơn. Thế thì chín người kia đâu? Tháng 2 năm 2006, tờ Thời báo San Francisco đưa tin một nhóm cứu hộ đã cật lực nhiều giờ để cứu con cá voi mắc lưới trên biển. Thoát chết, sau khi bơi lượn nhiều vòng bày tỏ niềm vui, nó quay lại nựng từ người thợ lặn, đẩy nhẹ nhẹ quanh người họ. Chàng trai trực tiếp cắt sợi dây ở miệng cá voi nói mắt nó cứ nhìn theo anh mãi. Mạng sống của chín người phong cũng bị cột chặt vào tấm lưới phong cùi. Thế nhưng, sau được gỡ khỏi, họ quên trở lại bày tỏ tâm tình cơ bản của kẻ thọ ơn. Não trạng coi mình đương nhiên được hưởng, vì là dân chúa chọn, đã tạo ra mẫu số chung ăn cháo đá bát này. Ngạn ngữ Pháp nói lòng biết ơn là trí nhớ của con tim. Người Samaji này trở lại cảm ơn Đức giê -xu vì quả tim anh cảm nhận việc Ngài làm cho anh không phải là chuyện đương nhiên mà là ân huệ lớn lao mà tình yêu Chúa dành cho anh. Con cá voi dạy cho bạn hai nhịp phải làm khi nhận một ân huệ, cảm nếm hạnh phúc của ân huệ đem lại bơi lượn nhiều vòng, bày tỏ tâm tình tạ ơn cách cụ thể, nựng từng người. Thiếu một trong hai nhịp này, bạn chưa có trí nhớ của con tim. Bạn nghĩ sao về nhận định của Thánh Y Siêu, lòng vô ơn là sự lạnh lùng với những món quà và hồng ân nhận được. Nó là nguyên do và khởi đầu của tội lỗi và mọi điều tồi tệ. Xét xem tôi thường tỏ ra vô ơn với ai và thực hiện một cử chỉ cụ thể với người đó để tỏ lòng biết ơn. Chúng ta cùng cầu nguyện, lại Chúa Giêsu chúng con thường kêu xin hơn là bày tỏ lòng tri ân mỗi khi cầu nguyện. Xin giúp chúng con nhớ rằng mọi sự là hồng ân để chúng con luôn sống trong tâm tình biết ơn sâu xa với Chúa và người khác. Hạnh đức của Thánh Francis Xavier Caprini, 1850-1917 Thánh Francis Xavier Caprini là công dân Hoa Kỳ đầu tiên được phong thánh chính lòng tin tưởng mãnh liệt vào sự chăm sóc yêu thương của Thiên Chúa đã ban cho thánh nữ sức mạnh để trở nên một phụ nữ dũng cảm làm việc cho Đức Kitô. Thánh Francis sinh ở Lombardy, nước Ý vào năm 1850, trong một gia đình có đến 13 người con. Khi 18 tuổi, ngài ao ước trở thành một nữ tu nơi ngài theo học sư phạm, nhưng vì sức khỏe yếu kém nên bị từ chối. Sau đó thánh nữ làm việc bác ái ở cô nhi viện đấng quan phòng ở Cadogne, nước Ý, vào tháng 9 1877, Ngài tuyên khấn và mặc áo ròng. Khi Đức Giám Mục đóng cửa Cô Nhi Viện vào năm 1880, Ngài đặt Sơ Francis làm tu viện trưởng tu hội nữ tu thánh tâm truyền giáo và bảy phụ nữ khác làm việc ở Cô Nhi Viện cũng đã gia nhập tu hội này. Ngay từ khi còn nhỏ, Thánh Francis đã có ý định đi truyền giáo ở Trung Cộng, nhưng theo sự khuyên bảo của Đức Giáo Hoàng Liêu 13 cùng với sáu nữ tu khác, Ngài đến thành phố Nụ Ước để phục vụ hàng ngàn người Ý di dân đang sinh sống ở đây. Ngài gặp nhiều chán nạn và khó khăn trên bước hành trình. Khi đến thành phố Nụ Ước, căn nhà được hứa để làm cô nhi viện đầu tiên ở Hoa Kỳ thì lại không có. Đức Tổng giám mục khuyên Ngài trở về Ý. Nhưng Francis, một phụ nữ can đảm có thừa, đã rời bỏ tư dinh của Đức Tổng và tự tay gầy dựng cô nhi viện. Và Ngài đã thành công. Trong 35 năm. Thánh Francis Xavier Caprini đã thành lập 67 trung tâm để chăm sóc người nghèo, trẻ mồ côi, người ít học và bệnh nhân. Nhận thấy nhu cầu cần thiết của người di dân ý trước biển ảnh bị mất đức tin, ngài mở trường học và các lớp dạy giáo lý cho người lớn. Cho đến ngày ngài qua đời ở Chicago, tiểu bang Illinois ngày 22 tháng 12 năm 1917, tu hội của ngài đã có mặt tại các nước Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Hoa Kỳ và Nam Mỹ. Vào năm 1946, Ngài được Đức Giáo Hoàng Pio 12 tuyên phong hiển thánh và đặt làm quan thầy của người di dân. Lời bàn, lòng thương người và sự tận tụy của mẹ Caprini vẫn còn được nhận thấy qua hàng trăm ngàn nữ tu của Ngài. Họ chăm sóc bệnh nhân ở bệnh viện, viện dưỡng lão và các trung tâm quốc gia. Chúng ta than phiền về sự tốn kém y tế trong một xã hội giàu có, nhưng tin tức hàng ngày cho thấy hàng triệu người khác trên thế giới không có một chút gì được gọi là y tế và họ đang mời gọi những người noi gương mẹ Caprini đến để phục vụ người dân trên đất nước của họ. Lời trích Trong nghi lễ phong thánh cho mẹ Caprini, ngày mùng 7 tháng 7 năm 1946, Đức Giáo Hoàng Pio 12 tuyên bố, mặc dù hiến pháp của tu hội ngài rất đơn sơ, nhưng ngài được ban cho một tinh thần phi thường đến nỗi, một khi tin rằng đó là ý chúa. Ngài không để bất cứ điều gì cản trở việc thực hiện mà những công trình ấy vượt quá sức lực của một phụ nữ. Lẽ sống ngày 13 tháng 11, ánh mắt mẹ tôi, Paul Nagai, một bác sĩ người Nhật, từ sau quả bom nguyên tử ném xuống Nagasaki, đã trở thành con người bất thủ, vì sự tận tụy và tấm lòng hy sinh vô bờ bến của ông. Từ vô thần, ông đã trở thành người có niềm tin. Ông đã giải thích như sau. Trong kỳ nghỉ mùa xuân, lúc đó tôi học hết năm thứ hai y khoa, mẹ tôi trúng phong. Tôi hối hả chạy đến đầu giường của người. Trong cơn hấp hối, người nhìn tôi và thở ra. Cái nhìn cuối cùng của cặp mắt người mẹ đã sinh ra đã giáo dục và đã thương tôi đến cùng, cặp mắt này đã nói với tôi một cách rõ rệt rằng, cho dù khuất núi, người vẫn ở bên tôi luôn mãi. Tôi không tin gì ở sự hiện hữu của linh hồn. Bỗng nhiên, trong ánh mắt của mẹ tôi, tôi đã nhìn thấy linh hồn của người. Từ đó, con người tôi đổi hẳn, tôi tin rằng mẹ tôi, người đã sinh ra tôi, đã yêu thương tôi, không thể bị tiêu diệt hoàn toàn sau cái chết. Chúng ta có một linh hồn bất tử. Đó là nền tảng của phẩm giá con người. Nếu sinh ra sớm nở tối tàn như bông hoa đồng nội và cuối cùng trở về với cái không vô tận thì đâu là giá trị của con người. Chúng ta được tạo dựng giống hình ảnh Thiên Chúa, chúng ta mang trong mình ánh lửa của vĩnh cửu, cho dù thân xác này có hư nát đi, chúng ta vẫn tiếp tục cuộc sống mai hậu. Đó là cung đích của tất cả mọi buôn ba lao nhọc của chúng ta trên cõi đời này. Bạn sẽ chuẩn bị gì cho mảnh hình hài còn lại ấy? Amen. Thánh lễ TV trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và đăng ký kênh. Kính chúc quý vị luôn được mạnh khỏe, bình an trong Chúa và Mẹ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo.